Tại họp báo chiều 16 tháng 10, bà Hồ Thị Ngọc Sương, hiệu trưởng Trung học cơ sở Đồng Khởi, quận 1, xác nhận nhà trường dự kiến phát hành thư ngỏ đến phụ huynh về việc cho học sinh đi xem phim Đất rừng phương Nam. Kế hoạch được đưa ra dựa trên đề xuất của tổ trưởng các bộ môn như một hoạt động giáo dục trải nghiệm. Bức thư ngỏ mới được ban giám hiệu triển khai tới giáo viên chủ nhiệm các lớp. Khi chuẩn bị phát hành thư, nhà trường phát hiện có sai sót trong trình bày văn bản, cùng một số quan điểm trái chiều liên quan phim Đất rừng phương Nam nên đã dừng và thu hồi. Tuy nhiên, giáo viên tại một số lớp chưa kịp cập nhật thông tin này và đưa vào group có các phụ huynh. Sau đó, thông tin lan truyền trên mạng gây nhiều ý kiến tranh luận. Ban giám hiệu nhà trường xin nhận toàn bộ trách nhiệm về thiếu sót này, bà Sương nói. Lãnh đạo trường Trung học cơ sở Đồng Khởi cũng cho biết việc tổ chức chương trình cho học sinh trải nghiệm là hoạt động thường xuyên trong chương trình giáo dục tại trường. Kế hoạch cho học sinh đi xem phim Đất rừng phương Nam vì trường tin tưởng phim đã được cơ quan chức năng cấp phép trình chiếu. Nhà trường mong muốn các em được trải nghiệm, so sánh giữa tác phẩm gốc của nhà văn Đoàn Giỏi với bản điện ảnh. Cũng theo bà Sương, việc tổ chức các hoạt động cho học sinh đi trải nghiệm chỉ được nhà trường thực hiện khi có sự đồng thuận của phụ huynh. Từng hoạt động đều có những tiêu chí riêng để đánh giá kết quả của các em. Tương tự một số hoạt động khác, nếu việc tổ chức cho học sinh đi xem phim được triển khai, trường cũng không bắt buộc. Phụ huynh, học sinh khi không đồng thuận, trường ghi nhận ý kiến và nếu vẫn chưa đồng tình sẽ tổ chức chương trình khác thay cho hoạt động này.